Hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cây cam sò ngọt nha. Cam sò ngọt lớn của bên trung tâm cây giống, hoành gốc rất là to nha bà con. Đây cái hoành, cái gốc của cây nè. Cái cây như thế này là cây trên 3 năm tuổi hết rồi nè. Thì chúng ta mới nuôi được cái hoành to giống như thế này. Và đặc biệt trên cây nó đang có trái luôn nha. Đây, đây là cái trái của cây cam sòn đây. Cam sòn thì chúng ta ăn trái tươi trực tiếp luôn, không có cần vắt nước đâu nha. Xẻ ra thì chúng ta ăn thôi. Này em, cái trái này hình như là chín rồi nè. Đây nha bà con. Trái này nó cũng mới vừa chín tới thôi. Đây là chân dung của trái cam sòn nè. Nhưng mà bên trung tâm cây giống nuôi trong chậu á, nên cái hoành của cái trái nè, tức là cái trái nó còn nhỏ nha, nó không được to. Còn anh chị mà chúng ta trồng xuống đất thì cái trái cam sòn này nó rất là to nha bà con. Nó to cỡ như thế này nè. Đó, nó to lắm. Anh chị nào chúng ta muốn trồng chậu hoặc là trồng bồn nè, hoặc là trồng đất, thì quý bà con chúng ta cũng có thể là lấy những cái cây cam giống như thế này về mình trồng nha. Trái nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy ông nuôi chậu mà trái xum xê luôn á. Nó núp núp lùm lùm ở trong nè. Ở đây hai trái nè. Đây trái nữa, ba trái, bốn trái, năm trái nè. Còn bên trong đó nha, mới có quay có một cái cành thôi mà đã năm trái rồi. Đang trái nha, sáu trái. Cây này là cây cam sò ngọt, mã này là mã 15A nha. Đó, đây mã của cây nè. Cô chú anh chị nè, chúng ta thích trồng thì quý bà con chúng ta nhớ cái mã để bên Ly quay á, không có bị nhầm cây. Nhưng mà cây nào cũng đẹp hết nha, cây nào nó cũng đẹp hết. Có bấm số vô hết rồi nè. Cái lô này hầu như là được 25 cây cam sòn nha. Ly sẽ test cho quý bà con chúng ta xem cái chất lượng bên trong nó như thế nào. Đây đó, nhìn cái màu nó hấp dẫn không ạ? Cái màu nó, màu trái nhìn hấp dẫn quá ha. Cành lên cái da, cái này nó cũng chưa gọi là chín nữa nha. Chứ chín thì nó sẽ ửng lên cái màu vàng hơn nữa. Cái này nó mới vừa chín tới thôi. Nhưng mà Ly thực hiện video, Ly cũng muốn test cho quý bà con chúng ta xem thử. Ngọt nha. Ngọt. Ngọt nhưng mà không phải là ngọt như đường. Nó có một cái độ ngọt vừa phải, nhưng mà nó có pha lẫn một tí xíu chua nhẹ vô. Chua nhẹ vô nha. Ăn rất là ngon nha. Ly cảm thấy là cái này ăn tráng miệng rất là ngon nha bà con. Nó làm cho cái vị giác của mình nó sẽ ôn hòa hơn. Nó sẽ kích thích được cái vị giác của mình ăn cái món ăn khác, nó sẽ ngon hơn á. Ngon nhưng mà có điều trồng chậu cái trái này nó hơi nhỏ. Cái tép muối nó còn hơi nhỏ. Mình ăn chưa cảm thấy là phê hung. Hoành gốc cây nào cũng to hết nha. Có hoành gốc thì nó từ 30-40 đổ lên hết, có cây thì khoảng 45 luôn. Nếu như cô chú anh chị chúng ta thích trồng cam sòn thì cứ việc alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Còn nói về chiều cao của cây thì cây này cao khoảng từ 2,5 m nha. Cây cao 2,5 m, có cây thì cao 2 m, có cây cao 2,5 m. Thì tùy theo độ tuổi của cây nữa, thì tùy theo bên Ly con tàn lại dưỡng á. Tại những cái cây này là phải dưỡng hết nha bà con. Mình trồng đất rồi mình phải bứng lên mình dâm ủ lại cho cây nó đâm tược, đâm đọt, thậm chí là nó ra trái luôn. Rồi bên trung tâm cây giống mới xuất hàng cho quý bà con chúng ta đầu tư trồng sân vườn sinh thái ha. Thì có khoảng 25 cây thôi. Cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng cái cây nào thì alo trung tâm cây giống ha. Nói về chất lượng thì rất là ngon nha bà con. Cam sòn ăn nó sẽ có vị ngọt nè. Ngọt nhưng mà chua nhẹ, chứ không phải là ngọt gắt giống như là cái nhãn được nha. Ngọt nhưng mà có chua nhẹ, rất là dễ ăn. Ăn giàu dinh dưỡng đấy ha con, giàu vitamin ha. Cung cấp vitamin hàng ngày thì cô chú anh chị có thể là thích hợp để lấy cái cam sòn giống như thế này về trồng cho khu vườn nhà mình ha. Trồng sinh thái, trồng chậu ha, trồng đất đều được luôn nha. Rồi một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an. Ngày hôm nay Ly giới thiệu về lô cam sòn ngọt nha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì alo trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.